Hyundai Creta đã được trang bị đèn full LED và đây là ánh sáng nguyên bản của xe đây. Sau này thì bên mình chuẩn bị tiến hành lại mổ cận nâng cấp đèn nha. Thì pha đây. Thực ra là đây là cái bản full LED rồi nhưng mà ánh sáng nó cũng kiểu nó mờ mờ, nó chả sáng hẳn, nó chả tối hẳn, là ánh sáng nó không đều. Đó thì xe này bên mình chuẩn bị tiến hành nâng cấp là hai cặp bi, một cặp bi V30 Ultra và một cặp V20. Thì mời anh em cùng chờ đón kết quả là sau khi mà nâng cấp đèn xong thì ánh sáng nó sẽ cải thiện như thế nào anh em nhá. Và đây là ánh sáng chiếc xe Hyundai Creta sau khi đã nâng cấp đèn xong nhá. Anh em nhìn thấy chưa? Đấy. Không những sáng mà là quá là sáng luôn. Đây. Khi in pha đây. Đó, sáng chưa? Đây, lắp đặt zin có bát CNC nhá. Đây là ánh sáng cốt này. Đó. Anh em mà sử dụng những cái dòng xe Hyundai mà sử dụng xe bản LED này thì nghiên cứu nâng cấp đèn để cải thiện ánh sáng sao mà hỗ trợ cho anh em di chuyển tốt hơn anh em nhé.